Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, sáng nay 16 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết tại một số khu dân cư tiêu biểu. Đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chia vui cùng nhân dân xóm 15, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Chung vui với bà con nhân dân khu dân cư xóm 15, xã Hải Tây, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đã đoàn kết xây dựng quê hương, tạo nên bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn nhân dân xóm 15 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất theo kế hoạch, xây dựng khu dân cư phát triển đồng bộ về mọi mặt. Cấp ủy chính quyền địa phương gương mẫu đi đầu, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tiếp tục xây dựng xóm 15 thành xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đáng sống, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển chung của toàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng quà cho một số gia đình khó khăn trên địa bàn xóm. Xóm 15 xã Hải Tây có 161 hộ dân với 565 nhân khẩu. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng khu dân cư 50, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 46 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Xóm đã đạt tiêu chí là xóm văn hóa, xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, diện mạo nông thôn sáng xanh sạch đẹp với nếp sống văn minh. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân xóm 8, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường. Ôn lại lịch sử 89 năm xây dựng trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ban công tác mặt trận và các tầng lớp nhân dân xóm 8, xã Xuân Hòa đã cùng nhìn lại những thành tựu mà xóm và địa phương đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư 50 và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp các ngành và địa phương phát động. Xóm 8, xã Xuân Hòa hiện có 170 hộ gia đình với 550 nhân khẩu. Trong những năm qua, hệ thống chính trị cơ sở của xóm luôn được củng cố vững chắc. Đời sống vật chất tinh thần của các hộ dân ngày một được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực với cơ sở hạ tầng nhà văn hóa khang trang, rộng hơn 100 m², 2,4 km đường giao thông khu dân cư và nội đồng đã được bê tông hóa, hệ thống chiếu sáng công cộng với 50 cột đèn điện, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt. Nhân dịp này, đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xóm. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 nghe Công an tỉnh thông tin chuyên đề tình hình an ninh trật tự năm 2019 và kết quả thực hiện đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thực hiện đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, tính đến tháng 10/2019, Công an tỉnh đã triển khai 12 đợt điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, bố trí công an chính quy tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại thông tư số 09 của Bộ Công an. Tổng số cán bộ công an xã chính quy là 650 đồng chí, gồm 202 đồng chí trưởng công an xã, 2 đồng chí trưởng công an phường đang báo cáo bộ, 83 đồng chí phó trưởng công an xã và 365 công an viên. Bước đầu, công an xã chính quy đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đã tham mưu với cấp ủy chính quyền xã triển khai giải quyết nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự được chính quyền cơ sở, nhân dân tin tưởng ủng hộ.
Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và một số định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội để thảo luận cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội 13. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 xem xét quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ. Ngành ngân hàng tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2019. Các giải pháp để giành thắng lợi trong vụ đông xuân 2019-2020. Với quyết tâm duy trì đà tăng trưởng tín dụng, tạo nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế, những tháng còn lại của năm, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 là 14%. Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phổ biến ở mức 4,5 đến 5,5% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 5,5 đến 6,8% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6 đến 7,5% một năm. Lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6 đến 9% một năm đối với ngắn hạn và 9 đến 11% một năm đối với trung và dài hạn. Xét về cơ cấu, tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra về tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, các ngân hàng tiếp tục theo dõi hạn mức, điều chỉnh kế hoạch dư nợ hợp lý, áp dụng các biện pháp điều hành linh hoạt, áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt, gắn tăng trưởng tín dụng với chất lượng tín dụng và quản lý khoản vay. Theo dự báo, vụ đông xuân 2019-2020 là vụ xuân ấm, các đợt rét đậm tập trung trong tháng 1, tháng 2 năm 2020, kéo dài 5 đến 10 ngày và đúng thời điểm gieo cấy lúa xuân. Tình trạng thiếu nước và khả năng mặn sẽ xâm nhập sâu. Một số đối tượng sâu bệnh dịch hại nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh lùn sọc đen, sâu keo mùa thu trên lúa ngô, rau màu và bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn. Để vụ xuân 2020 đạt kết quả cao, ngành nông nghiệp và các địa phương thực hiện tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và công tác phòng chống hạn. Tích cực đổi mới cơ cấu giống và chuyển đổi linh hoạt cây trồng trên đất lúa, thực hiện tốt các biện pháp thâm canh, bảo vệ cây trồng vật nuôi, tuyên truyền vận động, hướng dẫn khôi phục đàn lợn khi đảm bảo an toàn dịch. Khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân phát triển chăn nuôi theo quyết định số 72 ngày 20 tháng 1 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung và kế hoạch số 101 KHUBND ngày 1 tháng 11 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thí điểm xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn, hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia cầm, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, thực hiện hiệu quả các mô hình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng cường hoạt động khuyến nông, chuyển sang tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của ban nông nghiệp xã, tiếp tục chuyển đổi toàn diện các hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo luật hợp tác xã năm 2012, tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sự kiện trong tuần: thực hiện tái đàn một cách thận trọng, có kiểm soát sau dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý các bạn, sau hơn 8 tháng xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã bước qua giai đoạn bùng phát mạnh nhất. Tuy nhiên thì theo đánh giá của cơ quan chức năng thì bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn đang nhiều diễn biến phức tạp. Việc tái đàn cần phải được thực hiện thận trọng, có kiểm soát. Và chương trình sự kiện trong tuần hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận sâu hơn về chủ đề này. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra dự thảo văn bản hướng dẫn tái đàn, trong đó quy định hướng dẫn cụ thể đối với trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi bị một trong ba tình huống: chưa bị dịch, bị dịch đã tiêu hủy một phần và bị dịch đã tiêu hủy toàn bộ.
Tất cả đảm bảo theo nguyên tắc, chỉ thực hiện tái đàn ở các xã phường thị trấn đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Chuồng trại và khu vực chăn nuôi đã được tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Chủ cơ sở chăn nuôi phải khai báo số lượng chủng loại lợn với chính quyền địa phương sau khi nhập đàn. Các trang trại trước khi tái đàn phải tuân thủ các quy định về chăn nuôi an toàn. Lợn được nuôi cách ly ít nhất 15 ngày, sau đó lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi mới chuyển vào khu chăn nuôi chính. Thưa quý các bạn, khách mời trong chương trình này là bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vâng, xin cảm ơn bà đã đến trực quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Định. Thưa bà, là vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đưa ra dự thảo tái đàn và phát triển chăn nuôi lợn. Trong đó có quy định cụ thể đối với từng trường hợp như là chưa bị dịch một phần hoặc là bị dịch toàn bộ. Vậy thì cơ sở nào để chúng ta đưa ra các quy định trên thưa bà? Thứ nhất là đối với những cái hộ chăn nuôi mà chưa bị dịch ấy, thì vẫn tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng để phát triển tốt cái đàn lợn đó, đặc biệt là cái đàn lợn nái và lợn đực giống để cung cấp cho địa bàn trên tỉnh. Các hộ chăn nuôi ấy mà đã bị dịch và bị tiêu hủy một phần hiện nay còn ấy, thì chúng tôi quy định hai cái trường hợp. Thứ nhất là đối với trang trại gia trại thì như vậy họ đã bị tiêu hủy một phần và họ còn lợn, có nghĩa là đàn lợn đấy có thể là bị nhiễm bệnh hoặc là chưa nhiễm bệnh vẫn tồn tại. Thế thì chúng tôi đề nghị yêu cầu là với những cái trang trại đó, để hạn chế cái rủi ro cho đàn lợn đang hiện có ấy, và đàn lợn nhập vào, thì chúng ta phải lấy mẫu xét nghiệm. Nếu như âm tính với dịch tả lợn châu Phi thì ta hãy bổ sung đàn, tăng đàn, và trong khi mà nhập cái đàn mới về thì chúng ta phải nuôi cách ly khoảng 15 ngày. Nếu như thấy không có vấn đề gì, tức là ta phòng cái trường hợp rủi ro là bắt phải con giống đã nhiễm bệnh, thế thì 15 ngày nếu không phát bệnh thì bắt đầu ta phải nhập vào cái đàn cũ. Thì căn cứ vào đúng theo cái kế hoạch ứng phó khẩn cấp quy định của Bộ và cũng như là của tỉnh Nam Định, là nếu như bị dịch thì sau khi hết dịch ta tái đàn thì ta chỉ tái đàn 10% đấy, trên cái tổng số quy mô của trang của gia đình. Thế sau đó 30 ngày mà xét nghiệm thấy âm tính với dịch tả lợn châu Phi thì ta tiếp tục tăng đàn. Đấy. Còn đối với những cái hộ mà đã bị dịch và tiêu hủy hoàn toàn thì chúng ta tuân theo đúng cái kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tức là ta chỉ nhập 10%, sau đó thì xét nghiệm nếu mà âm tính thì ta mới nhập tiếp. Theo bản dự thảo thì các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi chỉ tái đàn khi địa phương đã công bố hết dịch. Tuy nhiên hiện nay thì trên địa bàn toàn tỉnh mới chỉ có 27 xã phường thị trấn đã công bố hết dịch bệnh tả lợn châu Phi. Vậy thì có thể hiểu là chỉ có 27 đơn vị cấp xã phường trên mới được tái đàn thưa bà? Đúng rồi, bởi vì chúng tôi căn cứ vào cái điểm C khoản 1 điều 27 của luật thú y, tức là quy định đối với những cái vùng có dịch ấy, thì cấm giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc là lưu thông những cái động vật và sản phẩm động vật mẫn cảm với cái dịch bệnh đó. Thế cho nên là chúng tôi mới đưa ra cái điều kiện là chỉ với những xã đã chỉ tái đàn ở những xã có đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Thế thì thực tế thì hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh Nam Định thì cũng đã có khoảng 98 xã đã qua 30 ngày không mắc trở lại nữa, không có xuất hiện rộ dịch mới. Thế nhưng mà mới có 27 xã công bố hết dịch. Đến nay, toàn tỉnh có 116 xã phường thị trấn của 10 huyện thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày, chiếm trên 54% tổng số xã có dịch. Tại hội nghị bàn các giải pháp tái đàn và phát triển chăn nuôi lợn với các sở ngành, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh trong việc tái đàn hiện nay là phải thận trọng, an toàn, có kiểm soát. Các huyện, thành phố khi thực hiện việc tái đàn phải đảm bảo nguyên tắc chung là chúng ta thận trọng, an toàn, có kiểm soát. Cái kiểm soát này là kiểm soát kể cả hộ nuôi, kiểm soát của thôn xóm xã, kiểm soát của huyện, nó phải kiểm soát chứ không buông. Và tái đàn có lộ trình phù hợp theo hướng dẫn sở nông nghiệp. Và một cái đặc điểm rất quan trọng ở đây ấy là các cái chủ hộ nuôi, chủ cơ sở nuôi tự chịu trách nhiệm về kết quả tái đàn, chỉ thực hiện tái đàn ở những cái địa phương công hết dịch. Cái thứ ba nữa ở đây là chúng ta chỉ hướng dẫn tái đàn đối với các trang trại, mà trang trại này tức là quy mô từ 100 đầu lợn trở lên. Và trên cái cơ sở hướng dẫn của sở nông nghiệp thì các huyện tự xây dựng kế hoạch tái đàn.
triển khai công tác tái đàn tới hơn 150 chủ trang trại gia trại lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ khó khăn với các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại trong đợt dịch vừa qua. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thực tế sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi chủ trang trại, hộ chăn nuôi cần rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình để chăn nuôi an toàn, hiệu quả hơn. Việc chăn nuôi là một hình thức đầu tư nên phải thận trọng, không nuôi theo phong trào. Chúng ta phải thay đổi cách tư duy đi. Cái việc chăn nuôi lợn đối với mình, nếu các bác xác định đây nó là một nghề, là một sinh kế để chúng ta đầu tư, thì chúng ta phải tính toán thận trọng. Chứ bây giờ không thể tư duy theo kiểu trước đây là nuôi theo kiểu phong trào, không nuôi theo kiểu tận dụng, mà chúng ta phải cân đối các yếu tố đầu tư, mà xác định khi đã đầu tư thì cơ bản là giành thắng lợi. Chúng ta dùng từ cơ bản. Chứ nếu như chúng ta nuôi theo phong trào thì rủi ro rất lớn. Rủi ro về giá cả thị trường, rủi ro về dịch bệnh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật chăn nuôi thú y sẽ chính thức có hiệu lực. Ngành nông nghiệp và các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến luật đến đông đảo người chăn nuôi và có kế hoạch tổ chức lại ngành chăn nuôi theo hướng an toàn, trách nhiệm, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhiều chủ trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi có phản ánh tình trạng thiếu lợn giống để tái đàn và việc kiểm định lợn giống có nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi hay không thì cũng rất khó khăn. Vậy thì quan điểm của ngành nông nghiệp về vấn đề này là như thế nào? Qua cái đợt dịch tả lợn, chúng tôi theo dõi cái số liệu của Trung ương cũng như là số liệu của tỉnh ấy, thì cái đàn lái bị giảm lên rất là nhiều. Tôi ví dụ là ở toàn quốc ấy thì có khoảng 2,7 triệu con lợn nái và đến nay thì đã bị tiêu hủy khoảng 3%, có nghĩa là giảm đi khoảng 0,9 triệu. Và riêng đối với tỉnh Nam Định ấy, thì đàn lái duy trì từ khoảng 113.000 con, 113.000 đến 120.000. Thế thì bây giờ đã bị tiêu hủy 50%, có nghĩa là còn chưa đến 60.000. Thế thì như vậy rõ ràng là ta nhìn thấy cái sự thiếu hụt, nếu như mà cái đàn tổng đàn lợn trở lại hiện nay thì rõ ràng là thiếu lợn nái. Cái thứ hai nữa ấy, là việc kiểm soát con giống hiện nay cũng rất là khó. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã cung cấp cho người chăn nuôi các trang trại trên cả nước mà hiện nay chưa có dịch. Chưa có dịch đảm bảo an toàn còn lấy ở những cơ sở đấy. Nhưng mà thực tế thì cái lượng giống mà lưu thông tự do trên thị trường ấy thì nó cũng vẫn rất là khó kiểm soát. Cho nên là cái việc lo lắng của người dân là rất là đúng. Bà có lời khuyên gì đối với hộ chăn nuôi tái đàn trong điều kiện hiện nay? Có thể nói rằng là chúng ta có thể chăn nuôi lợn trong cái điều kiện có dịch tả lợn châu Phi, tức là chúng ta có thể sống chung, ý nôm na nói là chúng ta có thể sống chung với dịch, nhưng chúng ta phải đảm bảo được cái điều kiện là khi chúng ta chăn nuôi lợn thì chúng ta phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện của chăn nuôi an toàn sinh học, có nghĩa là các biện pháp để làm sao mà ngăn ngừa cái bệnh của cái động vật của mình là không tiếp xúc với mầm bệnh, không bị mầm bệnh bên ngoài vào mà cũng từ mầm bệnh từ bên trong lây ra ngoài. Đấy thì tôi nghĩ rằng là có thể là chúng ta vẫn tiếp tục phát triển chăn nuôi nếu như đảm bảo được cái yêu cầu an toàn sinh học. Thế thì theo đó thì chúng tôi đặc biệt là khuyến cáo người dân chú trọng khi mà nhập cái con giống ấy thì phải lấy từ những cái cơ sở tin cậy. Tin cậy ở đây là những cái cơ sở ví dụ như tỉnh ngoài nhập vào thì theo quy định của luật là con giống đó khi ra ngoài tỉnh, cung cấp cho ngoài tỉnh là phải được kiểm dịch. Đấy, kiểm dịch và phải được xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi thì người chăn nuôi là phải kiểm tra, phải có giấy kiểm dịch và phải có giấy xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi. Và đồng thời ấy, thì tỉnh Nam Định là cũng đã gửi thông báo tới tất cả các tỉnh là khi cấp giấy kiểm dịch cho lợn vận chuyển cung cấp cho tỉnh vào tỉnh Nam Định thì phải thông báo chi cục chăn nuôi thú y biết để giúp người dân theo dõi xem có đúng là lợn có nguồn gốc và đã an toàn dịch bệnh hay không. Thứ hai nữa là chúng ta có thể nhập lấy ngay tại những cái, tốt nhất là chúng ta sản xuất theo quy trình khép kín, tức là từ nuôi lợn nái đến lợn thịt, hoặc là chúng ta lấy ngay lợn tại những cái hộ tại địa phương mà chưa bị dịch và đồng thời xác định âm tính với dịch tả lợn châu Phi. Vâng, trong thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xảy ra và diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện các biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh thì người chăn nuôi cần thận trọng, chắc chắn trong việc tái đàn để đảm bảo hiệu quả bền vững và tránh thiệt hại trong chăn nuôi. Một lần nữa xin cảm ơn bà vì những chia sẻ vừa rồi.
Diễn đàn chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yang An Nam Định. Nghĩa Hưng xây dựng nếp sống văn hóa trong các trường học. Phát huy hiệu quả mô hình thư viện Room to Read tại trường tiểu học Nam Tiến Nam Trực. Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức diễn đàn chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yang An Nam Định. Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đang là vấn đề đáng báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu khảo sát năm 2010, có tới 58% phụ nữ Việt Nam từng bị một trong ba hình thức bạo lực gia đình. Đây là trở ngại lớn trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới. Tại diễn đàn, với các hình thức xem video tư liệu về bạo lực gia đình, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về hạnh phúc gia đình, bạo lực gia đình và bình đẳng giới, ban tổ chức đã cung cấp và chia sẻ thông tin hữu ích về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới cho hơn 250 công nhân tham gia diễn đàn. Đây là hoạt động nhằm truyền gửi thông điệp về bình đẳng giới, huy động sự chia sẻ trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt là nam giới, cùng hành động để xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, cả 77 trường học của huyện ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt danh hiệu đơn vị có nếp sống văn hóa. Các trường đều xây dựng quy chế làm việc nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị theo đặc thù riêng của từng khối lớp, triển khai mô hình trường học mới giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, sáng tạo trong các tổ chức hoạt động, quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thư viện trường học, góp phần vào kết quả toàn huyện có 23 trường tiểu học có thư viện đạt chuẩn quốc gia, 6 trường có thư viện đạt chuẩn tiên tiến. Hệ thống thư viện tiên tiến được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ giới thiệu sách, cập nhật thông tin và tra cứu tài liệu trên mạng. Mỗi thư viện có trên 1.000 đầu sách đa dạng về chủng loại, gồm sách tham khảo của học sinh, giáo viên, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ giáo viên, sách pháp luật, sách kinh điển, từ điển, sách khoa học đời sống, giáo dục đạo đức và truyện thiếu nhi. Thưa quý vị, thưa các bạn, thư viện trường học từ lâu đã trở thành một biểu tượng đẹp của văn hóa đọc và giữ vai trò quan trọng trong nhà trường. Để phát huy giá trị của thư viện, thu hút học sinh tới thư viện, nhiều trường học trong tỉnh hiện nay đã bố trí, sắp xếp và đưa thư viện hoạt động theo mô hình thư viện Room to Read, ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Nam Tiến, huyện Nam Trực. Khác với mô hình thư viện truyền thống trước đây, hiện nay tại thư viện trường tiểu học Nam Tiến, sách được sắp xếp theo trình độ học sinh và bố trí sát vào các khung tường xung quanh lớp học. Ngoài sách, truyện, thư viện phục vụ nhu cầu học của học sinh, thư viện còn có khu trò chơi tĩnh để các em có thể tự do giải trí khi không muốn đọc sách. Còn với những học sinh say mê sách, thư viện cũng chuẩn bị sẵn các loại giấy bút để các em có thể nêu cảm nhận hoặc vẽ lại các nhân vật trong sách, trong truyện. Với một tiết đọc tại thư viện mỗi tuần và cách bố trí thư viện theo mô hình mới, thư viện đã ngày càng thu hút và tạo niềm say mê với sách cho các em học sinh. Từ năm học 2019-20 thì là trường tổ chức đọc thư viện theo mô hình Room to Read. Thì thứ nhất là học sinh là rất tích cực, các cháu chủ động và hứng thú khi được tham gia hoạt động đọc thư viện. Thông qua ví dụ như là ở khối lớp 1 thì là hình thức là đọc to nghe chung, các cháu rất là hào hứng và thích thú khi tham gia. Và ngoài ra thì ở mỗi cuối giờ là được tổ chức hoạt động viết vẽ, các cháu được trực tiếp viết vẽ những cái hình ảnh này hoặc những cái nhân vật mà các cháu yêu thích. Vậy là các cháu rất là thích thú. Và cái mô hình thư viện thân thiện này thì là giúp các cháu là ngoài về cái khả năng mà có những cái vốn từ nó phong phú hơn hoặc là những cái hình ảnh vẽ được trau chuốt và đẹp hơn thì là giúp các cháu là cái hoạt động ví dụ như kỹ năng hợp tác này hoặc là kỹ năng mạnh dạn, phẩm chất mạnh dạn, tự tin của các cháu cũng được trau dồi hơn thông qua những hoạt động như là thảo luận hoặc là đóng vai. Không chỉ có thư viện trong phòng, tại khu vực thư viện ngoài trời, trường tiểu học Nam Tiến cũng đã có sự bố trí sắp xếp hợp lý để thu hút học sinh trong các giờ ra chơi và trong các tiết sinh hoạt của các câu lạc bộ trong trường.
Với nhiều góc tự chọn như góc trò chơi, góc tra cứu, thư viện đã tạo hiệu quả tích cực trong việc nâng cao tinh thần tự đọc, tự học của học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và văn hóa đọc trong nhà trường. Khi nhà trường áp dụng cái mô hình thư viện thân thiện, thì việc đọc sách của học sinh đã chọn đúng với trình độ đọc của các em và từ đó đã cuốn hút học sinh trong các giờ đọc hoặc là các giờ ra chơi rất là đông. Và trong thời gian nhà trường áp dụng từ tháng 9 đến nay mới có hơn 2 tháng, nhưng mà nhà trường cũng đã đánh dấu cái ghi nhận sự đọc của sự tiến bộ của học sinh rất là nhiều, thể hiện trong các cái bài học sinh sau khi đọc xong có những cái bài viết vẽ rất là tốt, có những bài cảm nhận về sách rất là tốt. Và hy vọng rằng trong những thời gian tới thì việc áp dụng mô hình Roomtrip đối với trường tiểu học Lâm Tiến là có hiệu quả hơn rất là nhiều. Em thường xuống vào giờ ra chơi hoặc là giờ đọc sách của lớp. Thứ nhất là ngồi trên bàn cùng các bạn đọc sách. Sau khi đọc xong thì em có thể viết hoặc vẽ về một nhân vật trong câu chuyện. Em thường chọn những cái góc sáng sủa để đọc. Mình vừa đọc sách, mình vừa ngồi đung đưa, cảm giác nó rất là xuống. Với những hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục của mô hình thư viện mới, thời gian tới, trường tiểu học Nam Tiến tiếp tục duy trì và củng cố các hoạt động tại thư viện, mở rộng thêm các hoạt động trong thư viện và nâng cao trình độ của các cán bộ thư viện và giáo viên trong trường, để từ đó phát huy hơn nữa cơ sở vật chất của thư viện trong công tác giảng dạy và học tập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Toàn bộ nội dung chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.